한 저변 외 어둘수록 더 빛이 밝게 남지 물들여봐 까맣게 그래야 더 빛나니까 Tôi đã bị chủ tịch Chu lừa và mất một số tiền rất lớn. Nếu muốn lấy lại được số tiền đó, tôi nhất định sẽ phải xin được việc ở Checking Holding. Anh chỉ cần giúp tôi gặp chủ tịch Chu đúng một lần thôi. Anh thấy thế nào? Bây giờ chắc là anh đã muốn phỏng vấn tôi rồi chứ. Cô mở cái đó ra trước đi. Hình như có quà ở bên trong đó. Quả nhiên là cô rồi. Hung thủ giết con gái tôi. Cái này đại cho anh đã gửi cho em sao? Anh nghĩ gì mà gửi nó cho em vậy hả? Em nói gì vậy? Sao anh lại gửi cho em chứ? Không phải là anh gửi à?